Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Hero 500, một dòng xe đạp được sử dụng vành bánh 27,5 inch khung nhôm và bộ chuyển động của xe là Shimano Atus với 9 tầng lip và 3 đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Và cái tông màu sơn của xe là một cái tông màu rất là đặc biệt. Nó là dòng đổi màu theo góc nhìn các bác nhé. Dòng gọi là tông màu sơn Guardian. Đấy, các bác có thể nhìn cái góc độ này thì nó sẽ là cái màu xanh dương. Đấy, xanh dương, và nhìn theo một cái góc độ sáng nó hắt vào thì nó sẽ ánh tím lên. Đấy, nó sẽ đổi thành màu tím. Đấy, rất là đẹp. Và các bác nhìn những cái đường cam mây rất, người ta phủ rất là kín này. Đấy, trông như nhiều những cái vì sao ở trên ngân hà đấy. Đấy, rất là đẹp. Nước sơn này thì chắc chắn là không fake được rồi. Đấy, sơn này thì chắc chắn là sơn zin. Ngoại hình thì cũng còn rất là mới các bác nhé, hầu như là rất ít vết xước xác, chỉ có những cái vết xước nhỏ, đi ti chấm nhỏ nhỏ do đã qua quá trình sử dụng nên là không thể tránh khỏi thôi. Và rất khó để nhìn thấy những cái vết xước các bác nhé, nhìn kỹ mới thấy được, còn nhìn xa tổng thể đây thì xe này nó có cái độ mới nó cực kỳ là tốt rồi. Thương hiệu XDS thương hiệu cũng rất là nổi tiếng trên thị trường xe đạp, chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp ngon bổ rẻ. Nhôm của xe sử dụng là nhôm X6 các bác nhé, loại nhôm rất là bền, cực kỳ cứng cáp. Đấy, vẫn còn tem email của hãng này. Tông màu sắc cực kỳ đẹp, một cái loại màu gọi là đặc sản của dòng XDS rồi. Những cái năm gần đây thì XDS rất hay tạo những cái màu này thêm vào những cái sản phẩm của họ. Model của xe là Hero 500 các bác nhé, 27,5 này, tương ứng cái cặp bánh của xe là 27,5 inch. 27,5 inch, sử dụng vào lốp 1.95. Toàn bộ xe là nguyên zin hết 100% các bác nhé. Nguyên zin hết, từ đầu cuối là nguyên zin hết 100%. Bộ chuyển động là Shimano Atus với 9 tầng lip. 9 tầng lip các bác nhé. Đấy, xích lip này các bác này. Xích lip zin theo xe vẫn còn rất là sáng. Rất là sáng mới. Đặt đĩa Bluetooth với 3 tầng đĩa, 27 tốc độ khác nhau. Cái phần ghi đông trên này thì ghi đông cổ phút này, cái chi tiết cọc yên này, yên này. Đấy, toàn bộ nguyên zin hết các bác nhé. Đấy. Phanh dầu, trên ghi đông được trang bị phanh dầu Shimano và tay bấm xả bên tay trái, bên tay phải là của Bluetooth dòng A5. Đấy, với 9 speed tương ứng 9 lít, bên này là Shimano Atus với 3 tầng đĩa, 27 tốc độ khác nhau. Dòng sóc này là dòng sóc dầu thủy lực các bác nhé, dòng sóc này cũng zin theo xe luôn. Hero Mountain Bike zin hết một chiếc xe, zin hết 100%. Và ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm.
từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Bước vào phần chuyển động của xe, các bác có thể nhìn trên hình cực kỳ là mượt. Xe độ mới nó cũng rất là cao, nhưng mà tất cả những chi tiết chuyển động có thứ là cực kỳ là mượt mà. À, xe thì đang được bán với em mức giá là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của lại bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.